Sau khi công bố tăng phí tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến quốc lộ 5, chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam đã bị dư luận phản ứng và cho rằng mức phí là quá cao. Và mới đây, tổng công ty này lại bất ngờ có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải xin giảm phí tạm thời ở mức 35%. Tuy nhiên lại chỉ áp dụng đối với xe từ 18 tấn trở lên, tức là xe chở container 40 feet lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tại sao lại có sự phân biệt như vậy? Đâu là cơ sở để đơn vị thực hiện, mặc dù có rất nhiều ý kiến phản đối? Ghi nhận của phóng viên VTC14. Bảng thông báo này được thực hiện kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2016. Mức phí thấp nhất là 45.000 đồng một lượt và cao nhất là 300.000 đồng một lượt. Trong khi đó, mức phí hiện đang áp dụng thấp nhất là 30.000 đồng một lượt và cao nhất là 160.000 đồng một lượt. Nói chung là rất thường xuyên chạy đường này, nhưng mà em thấy là nếu mà mỗi lần chạy qua đường này như thế này thì một tháng mà ví dụ như là mỗi ngày chạy 2 lượt, như em chạy 2 lượt mà chạy lên Hà Nội là em mất khá nhiều. Cho nên là tất nhiên là cái nghị định của nhà nước thì mình cũng theo thôi, nhưng mà như thế này thì cao quá. Các lái xe cho rằng cách đây khoảng 3 tháng, chủ đầu tư đã điều chỉnh giá vé cầu đường quốc lộ 5 và tăng khoảng 200% đối với các loại phương tiện. Và từ ngày 1 tháng 4 tới đây, tiếp tục tăng phí là bất hợp lý. Từ 1 tháng 4 này mà lâng lên nó nhiều quá. Bây giờ anh em, cái quốc lộ 5 này này, nó liên quan đến rất là nhiều. Mà xe tải đi ra đây thì rất là lưu thông rất dài, mà lâng lên 75.000. Giờ dầu thì rẻ nhưng phí thì cao. Tăng lên là 20.000 nữa. À đó à? Em thấy cảm thấy là nó hơi cao ấy. Cao so với những ngày thường, như là 1-2 năm trước. Quá cao ấy. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách cho rằng, thực tế trên chỉ có xe trên 18 tấn và container 40 feet được hưởng lợi. Trong khi đó, phương tiện lưu thông trên tuyến hiện chỉ phổ biến là xe khách và xe dưới 16 chỗ ngồi. Phương tiện nào cũng là đi trên đường. Với mức phí tăng như vậy, thì mỗi phương tiện xe khách 45 chỗ ngồi hàng tháng phải mất khoảng 30 triệu đồng tiền phí đường bộ. Nếu như cao quá thì người ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Ví dụ như người ta có thể đi tàu, người ta có thể đi bằng phương tiện khác, đi bằng phương tiện cá nhân. Thế nhưng mà sẽ đẩy đơn vị vận tải vào cái khó khăn là cái lượng khách sẽ giảm nếu như chúng tôi mà tăng giá vé. Mà nếu không tăng giá vé thì không thể bù lại được. Anh hình dung ra có một cái xe mà riêng chỉ có mỗi đường cao tốc đã 30 triệu rồi. Thì còn lại những cái thứ khác thì anh biết là còn hàng trăm thứ chi nữa thì làm sao mà có thể là đơn vị vận tải tồn tại được. Trước đó, chủ đầu tư dự án công bố sẽ tăng phí trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thêm khoảng 25% mức phí trên quốc lộ 5, sẽ tăng cao nhất 50% và chính thức được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 4 tới đây. Chủ đầu tư cho biết đây là đợt tăng phí theo lộ trình và không thể không thực hiện. Còn phương tiện thì cũng không có nhiều sự lựa chọn.